Hello anh em, hello, welcome back my channel, em Hero đây. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với một cái deck khá là thú vị, đó là Graveyard Freeze. Đây là một cái deck phải nói là đã lớp rất là lâu lắm rồi, không có nhiều người sử dụng cái deck này. Và ngày hôm nay mình đã mời được một player này đến từ đâu mình không biết nữa. Đây là một cái phiên bản mà Graveyard Freeze khá là thú vị, vì chúng ta có Baby Dragon, có cả Baby Eternal Dragon nữa. Valkyrie, thực sự phải nói là khi mà sử dụng Valkyrie ở trong những cái matchup kiểu này mà có sử dụng Grip Giáp thì nó còn con dao hai lưỡi, bởi vì là Valkyrie mà khi mà gặp Tornado thì rất dễ bị ách tắc Active Kill Tower. Tuy nhiên thì với Fizzy, khi mà các bạn có bị Active Kill Tower hay không thì cũng không thành vấn đề cho lắm. Nhưng cũng có một cái điều đó là khi bị đã Active, khi các bạn đã chơi Grip Giáp mà các bạn bị đối phương đã Active Kill Tower rồi thì các bạn sẽ bị mất lợi thế khá nhiều. Và đấy là một cái dân không có fire, không có poison, rất nhiều đam đến từ đàn skeleton. Một pha thả BZ cực kỳ là hợp lý. Tuy nhiên trong cái dân này, bên này lưu ý là bên này có cả giáp nữa. Snow và Fisherman ở trong cái mùa này nó cực kỳ là bá đạo, bởi vì là khả năng đam của nó cũng như là cái tốc độ con quay chuyển hướng chiến mục tiêu rất nhanh. Còn Inferno Dragon đã mất rất nhiều máu rồi. Chỉ một phút thôi thì sự đã thay đổi là không chỉ đấu luôn. Miner đẩy lên Hunter Slam Tank. Tuy nhiên thì Active King Tower và Bowler vẫn không chuyển hướng. Rồi, vẫn có một đam, vẫn có được một tier đam đến từ con Hunter. Lượng máu bây giờ là 426. Cách tiếp thôi chưa được. Bowler lệch hướng mất rồi. Vẫn anh chiếm được rồi. Tuy nhiên thì lượng đam trong cái tên này không được kịp. Dan Skeleton cũng nằm xuống rồi. Thì vậy là trong tên tiếp theo này họ sẽ làm gì đây? Xử lý như thế nào đây? Chúng ta phải xử lý thế nào trong lúc được mà nó bất cẳng cắn như vậy. Bowler đâu, Banky đâu, còn ai Wick và còn ai Sea, còn ai Wick và còn ai con Dragon nằm sẽ nằm xuống trong cái turn này thôi. Được máu với 139 máu, một giáp không? Tuy nhiên đây là một cái deck Dragon Miner khá là thú vị, bởi vì deck này nó lại không có một spell form, nó có một cái spell, một cái lock và một Miner sẽ kết thúc trong này. Tuy nhiên bị bắt vào hết rồi, chỉ còn 16 máu thôi. 16 máu cho nên chúng ta sẽ có một cái giáp, một cái giáp rồi chúng ta sẽ đổi chủ. Và đây là thời điểm mà chúng ta sẽ đánh đến chủ thứ 3 hoặc là chủ thứ 2. Mình nghĩ là chủ thứ hai sẽ hợp lý hơn, bởi vì chúng ta có Bowler và có Fizzy, đây là một cái đòn chí mạng. Rất tiếc khi Zakimu chúng ta lại không có một cái spell to, mà đây là một Hunter và Line Fisherman. Fisherman rồi. Không hiểu ý của Fisherman trong tên này. Tức là mình buộc cả Hunter và Bowler sẽ cả buộc Hunter cộng với lại Superman luôn. Tuy nhiên không có cách nào để mà giết được con Eternal Dragon. Văn Kỳ đâu gặp anh đi xuất hiện đi Fizzy coming. Fizzy coming. Tuy nhiên một phép như vậy là không đủ, vì con sông nó bị lắc hút rất nhiều máu, nó đâm xuống. Một pha phải nó còn kê của một bác là bất ngờ. Full game bây giờ là Fizzy. Mấy nhau Fizzy đam mê. Bạn kỳ làm rảnh Fizzy đâu. Không, Fizzy anh ta defend con sai gần ngầm bay rồi, đúng rồi rồi. Chúng ta xử lý táo bạo với anh em, không biết có đánh ở trong những thời điểm hiện tại nó quá nhanh như vậy là không bắt kịp được cái tốc độ đánh nữa rồi. Bowler bắt bài Miner rất hay đẩy lên
Còn số đây đâu, hợp lý. Bên kia chỉ có một cái giáp không khử thù mới có thể chiến thắng được con này. Hay quá. Ok, chúng ta sẽ đến vào một cái matchup thứ hai. Cái matchup ok, matchup này hợp lý này. Bởi vì đây là một deck mà mình rất là ghét, Miner Warbreaker. Thì những khi mà mình gặp những cái deck này thì sự ghen đánh rất là khó. Và về deck của mình khi mà có chơi Hawk và có Holy Barrel thì gần như gặp cái deck này khó luôn. Vẫn có một hit từ Warbreaker, một cái pha xử lý đặt một IC user bị lỗi. Trong cái matchup này thì mình nghĩ Poison sẽ sử dụng để defend Red Jack hơn là việc mà sử dụng để đông. Tuy nhiên thì có một cái điều khá là khó cho team player này, đó chính là Pikachu anh ta có cả Bowler nữa, có cả Vanquish nữa. Anh ta rất dễ để có thể defend đồng Warbreaker trong cái tuần tiếp theo, hơn nữa là anh ta vừa rồi đã chú ý Tower rồi. Vậy là Miner thông thường thì sẽ đặt ở vị trí này và vị trí này để không bị trụ chính bắn. Tuy nhiên là nếu mà đặt cứng nhắc ở hai vị trí đấy thì anh ta sẽ lót lại. Chịu luôn. Anh ta cần phải dồn rất nhiều Ellie để thủ trong cái tên này. Vì cái Poison, Red Trap, Red Poison trong tên này thì làm sao có thủ đủ Ellie để có thể biết Defend được Red Trap trong cái tên này, mất chủ rồi. Một khi mà Warbreaker Miner mất chủ thì họ sẽ đánh những kiểu là đánh Fast Passing vậy. Đánh kiểu sinh tồn. Họ sẽ không rất khó để có thể ăn được chủ. Tuy nhiên đây là biểu hiện của Tornado. Tornado hợp lý. Trong cái tuần tiếp theo khi mà họ đánh Pikachu, anh ta đánh trụ thứ hai cộng với lại còn thèm gây bất ngờ đó chính là PZ thì nó còn bài chiếm ấy. Rất nhiều đi PZ chẳng chặn quân bên cờ. Nhiên lượng máu bây giờ xuống khá thấp, anh ta cần phải rất cẩn thận. Nhưng Miner một Poison được rồi. Kè được tuần này không? Tornado không kịp. Chặn bốc không vào đến mất chủ sao? Nguy hiểm quá. Còn bây giờ thời điểm Poison chưa có đủ Ellie để easy, và trong tình trạng này thì easy cũng hợp lý một chút nào. Easy rất nhiều đam đến từ con baby dragon. Không, bỏ qua con miner đi, chúng ta không bỏ qua được bởi vì là con đã cái chủ chính nó đang bắn vào con nai. Vậy là để con miner móc hốc thì sự rất đau. Phần đầu là cắm vào con sao luôn rồi. Chú, bắn kia vào chú. Easy. Đây là thời điểm có thể easy được. Không, chúng ta cần phải đủ được điều ấy hơn. Chúng ta cần phải đủ được danh. Bắn kia, lấy cái gì để đi về bắn kia đây, miner. Hợp lý. Tuy nhiên thì lượng máu bây giờ còn 537 máu rồi, liệu rằng là có thể thủ được cái chỗ tên này không? Bomb Sour cắm ở đấy bảo thế quá được. Spear Goblin hơi cao xem. Tornado trong tên này bấy đi đã. Đây là cái thời điểm mình con này đã bóp dài. Tự nhiên bóp dài được con mình. Không có đam đến từ cái thương quốc vừa rồi của Abrimasa. Làm chủ không phải không? What the fuck? What the fuck? Chờ
trận đấu quá hay. Nhiều pha xử lý mà phải nói tốc độ đánh quá nhanh. Ok, chúng ta sẽ lên một cái matchup này. Matchup này ở trên TV Rare. Mình cũng rất hào hứng xem cái matchup kiểu này. Bên kia là Lava, Lava Skeleton Dragon Mega Minions. Bowler cứ để đợi thôi. Cũng rất là may trong cái tên này, trong cái deck này thì Pegasus anh ta đã có. Anh ta có cả Baby Dragon và con Control Dragon. Hơn nữa cả IC nữa, trong cái chất này mình nghĩ là dễ. Dễ cho Pegasus. Salon thì anh ta có là Fireball nhiều sát. Tuy nhiên thì Fireball trong cái tên này trượt con Inferno rồi. Con Inferno Dragon và chúng nó chỉ đẩy nó rồi. Tornado sẽ xử lý cái đứa kia cực kỳ đơn giản thôi. Tornado Kame không làm gì cũng thể đủ được trong tuần này. Đi gì với hai con baby ra ở hai con Skeleton Dragon nó không đủ bắt chúng thôi. Hay quá. Đây là một cái kèo nằm ở trên. Và trận đấu này có gì hay khi mà nó nhảy lên TV Rare đã. Thông thường khi mà lên TV Rare chúng ta sẽ có những matchup nó cạnh tấn một chút. Nếu mà sử những cái matchup kiểu này mà lên TV thì thấy nó hơi thiếu một chút gì đấy. Chúng ta sẽ xem cái tên tiếp theo khi mà Salon người ta đẩy Balloon, Lava Balloon thì người ta sẽ đẩy như thế nào đây. Nhưng mà cứ Lava đi hướng nào thì Inferno Dragon sẽ đẩy như đây. Sẽ đẩy không được. Một hit của Vanquy, một hit của Bowler. Còn lại xin đã giết được con Mega Man rồi. Thả ba Barbarian ở trong cái này là đúng độc lý một chút nào. Bởi vì thế là ba Barbarian có một món gì không hợp lý một chút nào. Đây là Fizzy. Ta sẽ dùng Tornado Defend. Fizzy, well play. Ba mươi sáu ba mươi này cuối cùng có cả Bowler làm xanh thắng chung rồi, rất nhiều đam và ăn được luôn chủ kia. Một con chắc cực kỳ đơn giản. Easy gaming. Easy and keep Tornado and defend last time. Ok, mình còn một vài matchup này, nhưng mà mình sẽ up trên kênh của Thali vậy. Có rất nhiều cái matchup hay. Đây, đây nữa. Ok, see you guys. Thank you for watching today. Don't forget to like, share, subscribe both channel, Emerald One channel and Thali channel. See you. Cảm ơn anh em nhé.